Với những người đam mê bộ môn lân sư rồng, chắc hẳn các bạn đã nghe nói đến địa danh Sơn Tinh Võ. Đây được xem là một trong những nơi tổ chức liên hoan lân sư rồng đầu tiên tại khu vực Sài Gòn Chợ Lớn. Hôm nay, hãy cùng Kênh Múa Lân tìm hiểu và khám phá địa danh Sơn Tinh Võ này trong phần 2 của series tài liệu Ký sự lân sư rồng mang tên Sơn Tinh Võ, nơi ươm mầm ước mơ. Vào những năm 1997, ở cái đất Sài Gòn Chợ Lớn này đã có rất nhiều đoàn lân được thành lập để biểu diễn phục vụ cộng đồng người Hoa vào những dịp năm mới. Các đoàn lân sư rồng được thành lập từ những võ đường, những môn phái có tiếng tại Sài Gòn Chợ Lớn như Thiểu Lâm Châu Gia, Thái Lý Phật, Đường Lan Quyền, và sẽ bắt đầu một mùa biểu diễn mới tại Sơn Tinh Võ quận 5 vào những ngày giáp Tết. Sơn Tinh Võ quận 5 được thành lập vào năm 1922 với tên gọi chính thức là Việt Nam Tinh Võ Thể Dục Học Hiệu, do Tổng hội Tinh Võ Thượng Hải sáng lập, tập hợp hơn 85 hội viên và trụ sở tọa lạc tại Thức Phủ Thiên Hậu Cung, số 114 đường Mai Sơn, quận 5. Đến năm 1955 đổi tên thành Hội Thể Thao Tinh Võ và nay là Trung Tâm Thể Dục Thể Thao quận 5, câu lạc bộ Tinh Võ, địa chỉ số 756 đường Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây một thời là võ đài dành cho giới võ lâm Chợ Lớn cùng so ganh tranh tài, với sự hiện diện của rất nhiều tay đấm khét tiếng. Bên cạnh đó, Sơn Tinh Võ cũng thường tổ chức các đêm biểu diễn lân sư rồng dành cho các võ đường đăng ký như Tinh Anh Đường, Nhân Nghĩa Đường, Hằng Anh Đường. Ngày xưa, các đoàn lân sư rồng sẽ tổ chức biểu diễn mỗi đêm một đoàn để phục vụ bà con trong khu vực. Thường thì các đoàn sẽ ngồi trên xe tải, đánh trống, đánh chiêng, chạy xe bon bon trên trục đường Nguyễn Trãi như báo hiệu rằng đêm nay chúng tôi sẽ biểu diễn tại Sơn Tinh Võ. Đầu tiên, luôn là màn chào sân của các vận động viên từ lớn đến nhỏ, chạy quanh sân khấu và dừng lại theo hiệu lệnh của một người MC dẫn đầu, có thể là trưởng đoàn của đêm diễn đó. Sau đó là các tiết mục múa tứ quý lân. Rồi múa rồng. Múa lân hoạt cảnh, hay còn gọi là múa lân địa bủ, leo lên những chậu sứ chất chồng rất nguy hiểm và phải thật sự có võ công mới dám leo lên để biểu diễn. Sau đó là những pha xếp chồng người, rồi biểu diễn võ thuật. Biểu diễn nội công cùng hòa vào đêm diễn như một ký ức vô cùng đẹp đẽ, làm bùng cháy lên niềm đam mê múa lân trong tâm hồn non nớt của những đứa trẻ đang hướng mắt theo dõi. Có thể nói, Sơn Tinh Võ là nơi ươm mầm niềm đam mê lân sư rồng cho bao thế hệ đam mê bộ môn này. Đã có những anh tài xuất chúng, những vận động viên chuyên nghiệp của Việt Nam từng biểu diễn trên Sơn Tinh Võ. Hiện nay, tuy không còn tổ chức biểu diễn lân sư rồng nữa, nhưng trong tương lai, khu vực phía sau Sơn Tinh Võ đang được Ban Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao quận 5 kiến nghị sửa sang để trở thành nhà truyền thống cho bộ môn lân sư rồng và các môn thể thao khác, cũng như những vị tiền bối đã dày công sáng lập và phát triển lên Sơn Tinh Võ đến ngày nay.